Đây em ơi, chị quay video cụ thể luôn nhá. Em ưng cái nào thì để lấy luôn cái đấy nha em nhá. Cái đầu tiên đây, gốc nó như này. Đấy. Cái bụi thứ hai thì cái cây nó to hơn, gốc nó to hơn, nó ít thân hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chưa kể cái cây bé bé mà. Còn đâu tán lá các thứ đẹp lắm. Đây em nhìn này. Đẹp như này mà. Rất đẹp luôn. Đó. Gốc đỏ au đẹp. Để em ưng thì để chị chuyển chính xác một trong hai cái chậu đấy luôn. Em lấy chậu nào thì báo chị. Các bạn có nhu cầu muốn mua cao lụa không đến được tận nơi chọn thì mình sẽ chọn ra, sau đó quay chi tiết cụ thể như này. Bạn ưng thì lấy chính xác những cây cây đấy luôn ạ. 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn.